30 tỷ. Có ạ? Có ạ? Kinh phí xây 30 tỷ 212 triệu. Kinh phí tài trợ 19 tỷ. Có bóp nồi chấm. Úi cha. Đi qua. Nhìn mẹ này. Rồi. Họ nhìn mẹ con. Cười con, cười, ngửa thẳng lưng. Có bóng nuôi châm đó. Tàn trả đây, có bóng nuôi châm. Không thấy cái biển hướng trần cái khu di tích đấy thầy. Mấy ngày không thấy cái biển hướng dẫn đâu để ta đọc chứ. Mọi người nghe kìa. Đang phải tường nó tường chứ nó thấy phải dừng ngay cái biển đấy đấy này. Để cho họ biển trung bôn đấy đi tới chất rắn này. Và chúng ta cũng khá hành trạng phải tan đá. Tường thành đá bạc tường bộ đội ngày xưa chiến đấu với quân thù không thấy biển nào. Đấy là khẩu hiệu của ngày xưa bộ đội ta sống bám cầu bám đường đảm bảo lưu thông khe cổ ra tiền tuyến chiến đấu với quân địch. Tương lai tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Trung bộ đây này, số người đây này. Đều có mấy người đó. Mình. À, là thành là 13 thanh niên xung phong. Đúng không? Đấy, xuyên tại đây. Như cái đài tưởng niệm mới tạc tượng của 13 người này. Đâu nó nhiều 13 đâu. Đây 13.